Đang đóng cống rồi mà. Hôm nay bút được chân. Chân gai dưới chân nữa anh đâu. Bộ cắm cái tay quần áo lên. Bút đứng lên thử đi bút. Có cái khe gì bắt thấy không? Trải nghiệm quá. Xin chào các bạn nhé, hôm nay mấy anh em mình đi ra ngoài gọi là một cái hồ rất đặc biệt rồi. Ống đóng băng hết này, đóng đá này. Ôi, đây, đây. Đi được à? Này đồ đóng đá luôn này. Đóng đá hết rồi. Ừ, đóng đá hết rồi. Ừ. Giờ cứ để ý mấy cái vụ này nha. Ừ, đi luôn đấy. Đi được đấy. Đang chạy ra bên kia được. Ừ. Đóng băng hết luôn này, nhưng mà mình cũng vẫn xong bởi vì không may nó lại tuột xuống. Rồi. Này, những cục đá kia này. Đấy, cục đá kia không khác thì cái quài cục quài là để cho vào cốc nước để uống luôn này, đúng không? Đây là đá già luôn này, đây là nước vẫn còn này. Đâu xem nào? Đây nước vẫn còn này. Và này nước vẫn còn nhưng mà chưa dưới này đông hết rồi. Đây nha, đây mình lại cho các bạn xem. Rồi. Nè. Cầm được phải kéo đây. Ui giời. Ui giời. Lại. Thực ra nói gì nó cứng như đá thật. Này, cứng như đá này. Hồ nước thành đá không? Rồi, thành đá luôn này, đó. Thích chưa? Nên đây cây cối vẫn sống bình thường này, cây cối có chết đâu. Đấy. Bình tĩnh mấy anh em thích cho đồ không đấy? Ui giời. Ông chở. Cái ông. Ông chở. Này. Đúng rồi. Avatar. Ôi giời ơi. Anh Nam đừng đứng đá. Đứng đá, xuống cho. Ôi, chuyện đoàn này đang yếu, đoàn này là yếu lắm. Đấy à, đứng ra nơi anh Nam. Ok. Avatar yếu cái thao rồi sao? Ông qua à? Ok, bây giờ đi vào chứ ông. Đóng đá rồi thử, đá. Ui, đá đứng. Ui. Wow, dạy. Văng đá là nhiệt. Rồi. Bây giờ bảo là mùa này ở đi anh em nào uống bia thì thôi ra ngoài này lấy tạm cục viên đá này. Lấy viên đá này về xong là để đập cho vào cốc uống. Không sao đâu, chỗ này không sao đâu. Đây, đây con ra đây con đấy à. Đây ra lấy viên đá này. Bê viên đá cho mọi người xem là có viên đá. Được không, bê đấy, đấy. Cho nó yếu đấy. Đấy, đừng đi thôi, đứng đây, cúi xuống. Cúi xuống lấy viên đá cho nào. Đây, đây. Giờ cho mình xem nào. Đó, bị đá chưa? Đá chưa? Cho em nó cầm. Wow. Chưa? Coi là cả cái hồ này là mình có thể đi ra ngoài được. Những chỗ này nó hang đóng đá. Cảnh đẹp, cảnh đẹp thật chứ. Đồng đá hết tất cả, đồng đá hết. Con nghe tiếng nước rất sợ. Đúng không? Cái cảnh đẹp thật đấy. Mây, núi. Đứng ở đây rồi. Đây, quay cho hai mẹ con xem là nó ra ngoài này. Thích chứ. Làm gì nước, mẹ đổ rửa nước. Đi đâu ra? Bố đứng thử đi không? Ui. Cũng sợ đấy. Cũng sợ một điều gì đó. Nó sắp tới xảy ra với mình. Trời ơi. Đấy, chân mình đây. Đấy, mình quyết định là mình đi ra ngoài này. Xem nó như nào. Xem cái độ chịu đựng của đá là đến đâu. À. Đừng ơi, con ấy con ra đây là nó bị ấy đấy. Hai người nó sẽ nặng. Ở chỗ này kìa. Đây nhá. Đây này, các bạn này, đá này. Đá như này này. Đó. Đấy nhá. Những viên đá này. Đây. Đấy, thích chưa? Đó, viên đá này. Cảm giác là nó là cái tủ lạnh luôn đấy các bạn.
này hả? Đá này đó, đẹp chưa? Ăn nhá, ăn nhá. nó già, gọi là già, già trong suốt luôn, già cốc luôn, như kiểu nó đá để cho tủ lạnh lâu ngày ấy các bạn. Khiếp thật. Này. Ủa chưa? Biết chưa? Ôi chưa, đá nó cứng đơ nữa. Ôi chưa? Cả cái hồ này là toàn đá thôi. À. Quyết định rồi. Wow, trời ơi. Chú xin mê chú ăn. Đấy có những viên đá to như thế này. Viên đá to như thế này. Già cốc luôn này. Già cốc luôn. Đấy. Viên đá to như thế này, già cốc luôn. Cái chưa? Thôi, cái chưa? Phi nhiều số. Bây giờ mình sẽ đi vào chỗ như ông ngoại chơi. Bây giờ thì mình sẽ đi vào trong đây, ông ngoại ông đang chờ trong kia rồi các bạn. Đây bờ hồ đóng đá, cá cái hồ to như này đóng đá các bạn. Hồ đẹp chưa này, cảnh sắc tuyệt vời luôn này. Quay con đi á. Nhưng mà có sợ nước sợ vỡ mặt bằng không? Đi chỗ nào không sợ. Trông kia trắng nhá. Như vậy là ông ngoại dẫn gia đình nhà mình đi vào trong bên trong đây các bạn. Bên trong cái khu này là nó là cái khu vườn của ông ở trong đây. Thì ở bên đây bên mé ngày này. Bên mé đằng cái chỗ đằng đây là bờ hồ các bạn. Ở đây là khu Mốc Trơn. Đấy, Mốc Trơn thuộc thành phố Trơn An nhé. Thời tiết bây giờ thì cũng tầm khoảng độ là nhiệt độ chắc tầm 0 độ C đấy, 0-1-2 độ C. Nhưng mà các bạn nhìn này, cái bờ hồ này, đóng băng này. Bên kia còn có cái ông kia, ông thả dù kia. Này, đây này, đóng băng hết cả bờ hồ này. Tí mình sẽ chạy xuống cho các bạn xem ở trên bờ hồ này. Cái quý lý sơ? Nè, 2개 있어요. 어디? 2개, 2개. 응? 아니야. Con anh bảo là đây có con ếch chơi ở dưới đây. Cho con à, xin chào đây, xin chào. Đây, vào, Igor, xin chào. Xin chào. Con nhà, con trai nhá. Ăn tư cơm tư lạc sao. Đấy. Ở đây thì có ông ngoại này, có hai người em này đi cùng mình và con trai mình. Đây các bạn này. Này, đây là băng tuyết này. Lạnh như này à, băng tuyết như này ơi. Wow. Thích chưa này? Đấy, con trai mình thích lắm, đi ra ngoài trải nghiệm thích. Yeah. Nhưng mà sao gặp mấy ông bà già người Hàn đó. Vào mùa tuyết đóng đá này nhá, thì là ở trong bên trong đây thì mình lật những cái viên đá này đấy, để mình ở dưới là nó có con ếch ấy, con ếch nhỏ nhỏ ấy, thì sao vào đây là chủ yếu là lật đá đấy các bạn ạ. Ở đây rất nhiều cái chân con hươu đúng không? Còn hoang, còn hoang. Đây vợ. Thì đây là vợ mình. Vợ sao? Cái giới biết vợ là vợ ở trong á. Cái ông bà kia ý bảo hỏi đi vào đây làm gì mà nhiều thế. Mình bảo là đi, tao đi theo bố, tao người Hàn. Tôi, tao gì mà. À quên. sorry. Tao, sorry. Rồi con hoang đây, hoang hiu đấy. Đây là anh bạn của mình. Chào tất cả mọi người nhá, trên kênh của anh Nam nhá. Chúc tất cả mọi người sang năm mới mạnh khỏe, hạnh phúc nhá.
hôm nay là chính thức là ngày mùng 1 Tết các bạn ạ. Mùng 1 Tết được ngày nghỉ đi chơi đấy. Vui không? Tí nữa mình sẽ đi xuống cái hồ nước kia cho các bạn xem là cái băng đóng đá như nào. Giày xịn nhá. Giày xịn nhá. Rồi chết rồi. Thông ơi, Thông ơi này. Nếu mà em quay lại em lấy giày, anh có giày không? Không, kệ thôi, kệ. Giày trắng nó phí phí. Đây rồi sao đâu? Ô tô anh có giày. Đây này. Đây là đông đá này, tuyết rất là nhiều. Mấy ngày trước thì tuyết rơi nhiều các bạn, nhưng mà ở bên chỗ mình ở bên ngoài thành phố thì tuyết nó tan hết rồi, nhưng ở trong đây thì núi bên núi thành ra là hát còn lạnh này, hát còn cái băng tuyết này nhỉ, đó băng tuyết này đó, thấy chưa, tuyết rơi nhiều lắm. Anh đến rừng là anh phải đảo cái mặt của áo nó lên chứ. Thực ra bên này cứ bảo là cũng muốn là đi ra ngoài chơi nhưng mà thời tiết nó lạnh quá các bạn, không biết đi đâu, phải về đâu đó. Thế cho nên là cứ ở trong nhà thôi, mà ở trong nhà mãi nó chán. Thế hôm nay quyết định ra ngoài thì ngoài đấy, cuộc sống ra ngoài nó thoải mái không? Ở trên đây là một cái khu gọi là người ta như kiểu là trồng rau các bạn. Và đây là vườn của ông đấy, vườn của ông, khu này trồng rau. Đây là quây này. Nên mục đích là quây cho con hươu nó không vào nó ăn rau. Nhưng bây giờ vào mùa đông rồi như này không? Vợ ơi, đến đây chơi nhá, cẩn thận nhá. Đây, xếp đá lên, đây, thấy chưa? Đây, băng tuyết vẫn còn đầy này. Ở đây, trước đây là người ta trồng bắp ngô nhá, trồng cây nhá. Ở đây là đất của ông, đất của ông ngoại, hay khu đất của ông ngoại. Chắc là phía trong nữa. Thực ra mà nói là mùa hè lên đây nướng thịt được chứ hả? Khung cảnh rất là đẹp luôn, nên thơ lắm. Đây, bà nướng thịt chưa này? Wow, chín chưa? Đây này, ông bảo nhá, bên đây này là những con ếch nó nằm ở cái rìa bờ suối này và phải lật được cái băng lớp băng tuyết này, lật lên này, nó nằm bên dưới. Và ếch mùa này rất là, vào mùa đông ấy thì ở bên Hàn Quốc ấy, ếch thì nó rất là nó béo. Đây ông bỏ ở đây là có keo đi. Có. Không biết bắt của gì thôi. Ôi. Dắm nước trào đây. Có. Ếch nào nó chui đây. Giờ đang ngủ đông mà, anh ơi, giờ đang ngủ đông mà. Ừ, thằng ngủ đông mình không biết kiểu gì không? Nó muốn đập đá. Không phải mình chưa biết cách chứ, nó có cách gì đấy nó rất dễ thôi, chứ không phải là nó khó khăn đâu. Tháo vô nước chỗ này, có nghĩa là ở dưới nước băng tuyết này nó sẽ có những con ếch ở đây. Nhưng con ếch sao nó chui dưới đây vậy? Ui giời.
anh cứ để ý là anh sẽ có một cái đôi giày nữa, cho nên là thực ra bắt ếch của gì mình không hiểu luôn, bởi các bạn mình chưa bao giờ mình bắt ếch ở vào cái mùa này như thế này. Ông này bảo là bây giờ là cái con ếch nó nằm ở dưới lớp băng này, mình nặt cái lớp băng này lên thì con ếch ở bên dưới đây. Thế thì khó nhỉ, mình các bạn mình chưa thấy bao giờ. Ví dụ ở khe kia cái này thì mình còn có thể mình ra mình tóm được ấy. Bây giờ tự dưng mình bảo lật bút lớp băng tuyết lên nó nằm dưới này thì khó quá. Đây mình sẽ xuống đây mình sẽ xem như nào. Đẹp lắm. Chả biết đến đây kỹ này không nè. Mình làm cái điều gì đó chứ. Thì nó sẽ được sâu sâu. Ui. À cái này không phải. Ôi trời. Ô. Thực ra mà nói đây này, muốn mò lắm nhưng mà phải có cái ủng, chứ khác thì ở trong nước băng này ta lại cắm chân lừa đó. Ô, à pha ổng. Nó lạnh quá. Không phải, nó có cái ủng thì mình bắt ngay. Khác gì nước lạnh nhưng mà không được. Đúng đấy. Không được, lạnh lắm. Lạnh quá. Không phải có ủng, có ủng thì được không? Lại không có ủng thì được nhưng mà không sao. Ông định thử cái gì? Nhưng mà ở chỗ khác quá, hỏi ông có chỗ khác quá. Thực ra mình cũng muốn bắt để một hai con cho các bạn xem nha. À bà, muốn mong sang chút gặp sớm. Cho chút kì. Chưa ghi bàn nữa. Không phải nó lạnh bút chân luôn á. Lạnh tay xuống em chúng nổi luôn. Hơn tối. Hai chồng có liều có phát ở dưới đá chứ. Liều nó nhông. Làm nóng cống rồi mà. Không lạnh, bút ở chân. Chân gai giật dưới chân nữa anh nào. Bộ sắn cái tay quần áo lên. Bút đứng lên trên mặt thử đi bút. Có cái khe gì bắt đây không? Có gì ở đâu? Quay gì nữa? Quay trải nghiệm. Ủa, lạnh quá. Ủa, lạnh thế chứ. Đây, em ơi. Đi đây. Đi đây quay anh. Để anh nội. Ôi thực ra nó xuống kia nó lạnh, nó bút chân luôn. Ông mở ra chỗ này. Mày đi nó phải trải nghiệm, phải có cái gì đó chứ. Được bể không? Đây rồi, mình đã dán đây rồi. Cái chỗ này cũng là băng tuyết các bạn ạ. Đứng lên xem đừng vỡ nhỉ. Hỏi ông bắt của gì đây? Không phải có ủng gì, tuyệt vời quá. Không có. Không được ạ. Không được đâu. Không được đâu.
quay thực tế thì mới được. Mình thực ra mình muốn bắt để cho bạn xem lắm, nhưng mà cái chân đấy, cái chân này này dẫm một cái băng này, nó lạnh, nó lạnh không khác gì không. Không được. Lạnh, thực ra lạnh bút chân luôn. Ừ, lạnh lắm, cho nên là mình cũng muốn bắt con ếch để trải nghiệm cho bạn xem, nhưng mà khó quá. Mà nhìn yên nắng này, ông cứ bảo là con ếch nó nằm dưới đây này nọ thứ, mà mình đâu thấy đâu, chỉ băng tuyết này thôi. Kể bắt con ếch thì tốt quá, nhiều con cũng có ủng mình nội tí đẹp quá. Ai, mình không hiểu. Vào mùa đông thì ếch nó sẽ nằm ở trong một cái rìa hang nào đó, thì khi cái đá nó đóng như này, mình chỉ lật cái viên đá lên để mình bắt ếch thôi. Nhưng hôm nay đi không chuẩn bị những cái ủng, thành ra là khi mình cho chân không khác thì cho chân nước đá, thì ra là không chịu đổi, nó buốt kinh khủng luôn, rất buốt. Thành ra là khả năng là cái trải nghiệm này mình sẽ không cho các bạn xem rồi, buồn quá. Kể ra nhìn một con để mình bắt cho thì mình thấy được cái cảm giác nào ở đây không thể nào làm được ấy. Bởi vì có thể là nước lóng một tí thì mình còn có thể là mình xuống mình bắt được, nhưng cái nước lạnh này thì không thể nào luôn đấy, nó lạnh cứng chân luôn, chân tay cứng đơ thì làm được cái gì. Ai gù ở đâu? Nếu ếch có thì ở đây cũng có chứ hả? Thực ra nếu có ở đây cũng có, nhưng mà ở đây không có thật. Không có. Không phải, nếu có ở dưới rìa đây sẽ có, bới đây không có. Thôi mình sẽ đi về đi các bạn. Này, buồn quá. Hy sinh lắm nhưng mà không làm được. Không làm việc lớn. Tạm biệt cái nơi này để đi về đằng chỗ khác các bạn. Trông An thích cái kia rồi. Kẹp. Đây. Không đứng được. Mày ấy phát nó dùng tình cái khu vực này luôn. Ui, lạnh quá. Ai gù. Lạnh đỏ cái tay này. Đây đá đấy. Dưới nước bên trên là đá, sợ thật đấy. Cả cái hồ này là đá luôn, đóng băng luôn, không còn gì để nói. Ui, muốn rửa tay, muốn rửa đây.
Đây, đá nó chảy. Ê, thôi nhá, hôm nay là một ngày ra đi ra ngoài ra ngoại của mấy anh em mà thời tiết rất lạnh không? Muốn quay các bạn cảnh đi bắt ếch ở bên đây vào mùa đông như nào, nhưng mà thực ra mình chưa trải nghiệm cái điều đó. Đấy thì ra ngoài quay các bạn là thời tiết bên Hàn nó tương đối lạnh. Đấy, cả cái hồ đóng băng như thế này. Đóng băng như thế này. Đó nhìn chưa? Cảnh trời đông rất đẹp. Thôi thì mình chỉ quay đây thôi. Hẹn gặp lại các bạn ở clip sau nhá. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye.